Trung xin chào tất cả anh em nhé. Trung có một cái món đầu món mới đây. Đây là một cái máy tiện Việt Nam nhé nè. Hàng Việt Nam bình thường thôi, máy cũ rồi, hàng thanh lý nhé. Hiệu gì cũng không biết luôn. Máy mét 2. Khá là nhỏ gọn. Việt Nam thì nó chỉ có mỗi cái ưu điểm duy nhất là nó có cái hầu, cái tâm nó cao thôi. Con này thì nó thiếu đồ lung tung hết. Nó không có motor này. Vẫn đây, thiếu motor. Motor thì nó kéo vô ly chỗ này nha. Rồi, cái dàn nhông cũng không có. Vít me cũng gãy cốt hết rồi. Con này thì mục đích chính là để tiện trơn là chính thôi nhé nè. Anh em xem có tận dụng tiện trơn được hay không nhé. Trọng lượng nó tầm khoảng 400 trên dưới gì đây. Máy mét 2 nhé nè. Rồi Trung sẽ đo một vài cái kích thước cơ bản để anh em dễ cảm nhận nhé. Này có hầu nhé nè, con này kìa. Wow, hầu này, hầu bắt ốc này, cái kẽ, cái đường kẽ nó kín tới mức mà không thấy luôn nhỉ. Chỗ này này. Rồi, Trung sẽ đo kích thước hoa hầu nhé nè. Hoa hầu 34 là 6.8 nhé, 680 nhé. Đây nè. Hoa băng 21 4.2 này. Hoa bằng dao 12 được 2.4 này. Hoa bằng 2.4. Xem cái chống tầm nó được bao nhiêu. Tầm nó hơn 40 tí nha. Chỗ này 48 thêm cái tu chống tâm nữa thì nó còn lại khoảng 40 hơn một tí thôi. Rồi máy băng còn khá là đẹp nha, khá là liền lạc, trung bình. Cái món này thì để dành cho anh em có nhu cầu làm sửa chữa nhỏ nhỏ gì đấy ở gia đình đấy, làm các mấy cái mặt bích tiện, mấy cái mặt bích tiện tâm cốt, làm cơ khí nhỏ nhỏ thôi, nó không phù hợp anh em làm chuyên nghiệp nha. Độ chính xác máy Việt Nam thì nó chắc chắn nó sẽ không cao, độ êm nó cũng không êm, nói chung nó châm bề không ngon luôn. Đây, lỗ nòng 44 43 nha. Một cái máy rất là mini nhé nè, rất là nhỏ gọn, chỉ phù hợp với anh em làm mà. Ví dụ anh em sửa chữa xe máy, làm mấy cái bánh xe nhỏ nhỏ, mâm 12 này, cặp lên vớt tum, vớt mâm, vớt trồng các kiểu đấy, tiện những cái lắp đơn giản. Dàn ốc kẹp còn đủ hết này. Mua một cái motor Việt Nam ngựa rưỡi gì để lắp vào kéo là nó chạy thôi. Cần vệ sinh lại nhé, mấy cái bàn dao nó đang nằm cứng ngắc hết rồi, không có xây được đâu, phải dầu mở lại mới chạy nhé. Rồi, Chung kết thúc video nhé nè. Anh em có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Món hàng có sẵn tại nhà, anh em ở gần cứ sắp xếp đến xem nhé.